mình thấy là mùa xuân đúng là mùa của tình yêu và là mùa gửi gắm yêu thương đến tất cả mọi người. Thì trong cái bầu không khí Tết năm nay, hội phụ huynh học sinh cũng xin gửi tặng đến quý vị nhạc phẩm Xuân Họp mà của nhạc sĩ Văn Phụng. Xin mời tất cả các anh trong hội phụ huynh học sinh cùng hát chung một bài. Xin cảm ơn tất cả, chúc mừng nha.